Chiều ngày 17 tháng 3, tại thôn Hợp Phát, xã Đức Giang đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Đến dự có các đồng chí Lê Thanh Nghiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo các phòng ngành liên quan. Trên tinh thần trách nhiệm dân chủ, nhân dân thôn Hợp Phát đã có nhiều kiến nghị phản ánh gửi đến cấp ủy chính quyền xã Đức Giang, như quá trình triển khai xây dựng các công trình cần được kiểm tra giám sát chặt chẽ. Bà con trong thôn rất vui mừng khi đã có dự án kè bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn thôn để tránh sạt lở, đề nghị cần sớm triển khai xây dựng. Cùng với đó cần xây dựng kè hội đói vì hiện nay cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Hội quán của thôn xây dựng từ lâu, khuôn viên chật hẹp, do đó cần quy hoạch lại và xây dựng mới. Ngoài tiêm phòng chống lở mồm long móng cho trâu bò, cần tiêm thêm vaccine phòng chống trụ huyết trùng. Nhân dân thôn Hợp Phát cũng kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để thôn xây dựng các cơ sở vật chất nông thôn mới vì nhân dân trong thôn ít lại khó khăn, nhiều tiêu chí lại đòi hỏi phải có tiền tại hội nghị đối thoại đồng chí nguyễn minh vinh bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của người dân những vấn đề thuộc thẩm quyền của xã sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ trình lên cấp trên xem xét